Ngày 16 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bác sĩ xuyên đêm vận chuyển và xử lý thuốc điều trị cho ba bệnh nhi ngộ độc botulinum do ăn chả lụa bán dạo. Trước đó khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 5, gia đình có 4 người ngụ thành phố Thủ Đức, gồm một người dì cùng ba anh em ruột có mua chả lụa từ người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì. Sau khi ăn, khoảng 12 đến 18 giờ cùng ngày, cả 4 người đều bị đau bụng, buồn nôn, ói và tiêu chảy nhiều lần. Tiếp đó từ từ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau người và ba đứa trẻ bị yếu cơ dần. Ngày 14 tháng 5, cả ba bé được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng mệt lã. Đến 5 giờ sáng ngày 15 tháng 5, một bé bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản thở máy. Hai bé còn lại cũng xuất hiện sụp mi mắt, yếu dần tứ chi. Sức cơ khoảng 4 phần 5 nên Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã mời bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ do nghi ngờ các bệnh nhân bị ngộ độc. Khoảng 15 giờ ngày 15 tháng 5, sau khi hội chẩn với các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện cho rẫy thống nhất chẩn đoán nghi ngờ nhiễm độc botulinum do ăn chả lụa. Đến 19 giờ cùng ngày, các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán ngộ độc botulinum. Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập tức liên hệ với Bệnh viện Đa Khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều chuyển thuốc BAT. Hai lọ còn lại sau đợt điều trị cho chùm ca bệnh ngộ độc botulinum do ăn cá ủ muối chua vào tháng 3 năm 2023. Đến 1 giờ sáng ngày 16 tháng 5, đoàn của Bệnh viện Chợ Rẫy có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất đã đón ekip của Bệnh viện Đa Khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vận chuyển thuốc BAT về thẳng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau khi hội chẩn lại lần cuối, rạng sáng ngày 16 tháng 5, cả ba trẻ đã được dùng thuốc BAT để giải độc botulinum. Sau một giờ truyền thuốc giải độc, các bé đều ổn định, không có biểu hiện bị phản vệ. Đến 6 giờ sáng nay ngày 16 tháng 5, tình trạng các bé ổn. Các bé sẽ được tiếp tục theo dõi và khám lại đánh giá tình trạng sức khỏe sau 4 giờ một lần. Bệnh viện ta Rẫy đã tiếp nhận hai lọ thuốc kháng giải độc tố vào lúc 1 giờ sáng tại sân bay do dược sĩ của bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam giao lại và sau đó đoàn bác sĩ và dược sĩ đến bệnh viện di lòng đồng 2 ngay lập tức là khoảng 2 giờ sáng, và sau đó tiến hành à, truyền thuốc cho bệnh nhân. Sau khi truyền thuốc cho các bệnh nhi này thì à, về vấn đề sinh hiệu thì cả ba bệnh nhi này vẫn ổn định và vấn đề hồi phục thì vẫn còn phải tiếp tục theo dõi trong thời gian, trong những giờ giờ sắp tới à, không có xảy ra, ra trường hợp phản vệ thuốc.